21 Hòa thượng giảng vào tháng 5 năm 1983, cư sĩ đảnh lễ hòa thượng, chư vị pháp sư và quý thiện tri thức, con xin chia sẻ một số điều có liên quan đến công phu tu tập của một số người. Khi thọ ấm đến chỗ tiêu dung, Hành giả có khuynh hướng nôn nóng mong cầu có được phương tiện thiện xảo. Hành giả muốn khế hợp với nguyên lý của vũ trụ, để rồi mong sớm giáo hóa chúng sanh. Sau khi họ phát khởi loại tâm nôn nóng này, thì có vài hiện tượng sẽ xảy ra. Ví dụ, có người trước đây chưa từng đọc kinh, nhưng khi bị ma gá vào, họ có thể giảng nói được rất nhiều kinh điển có rất nhiều hành giả ở đài loan rất ít đọc kinh và thường hủy phạm giới luật phật chế mà họ đã thọ nhận nhưng họ lại mong đạt được phương tiện thiện xảo khi họ thấy người khác giảng kinh và thu nhận rất đông đệ tử họ hy vọng nhanh chóng đạt được trí huệ để có thể giảng kinh cho nhiều người nghe phát khởi tư tưởng như thế họ trở nên bị ma gá vào lúc tu tập thiền định nhiều người thấy giảng kinh có vẻ rất hay nhưng thực ra là bị ma gá dĩ nhiên nếu hành giả nghiêm trì giới luật trì chú tụng kinh công phu nghiêm túc thì họ không thể nào bị ma gá vào được tuy nhiên có một số người rất tùy hứng trong việc giữ giới và không hề tụng kinh lạnh phật thế mà khi họ vừa đăng đàn bế mục dưỡng thần chỉ sau hai hoặc ba ngày không chỉ riêng họ mà toàn thể thính giả nào đã khởi phát tâm mong cầu có thể giảng kinh rất hay dù trước đây chẳng hề học tập con không nghĩ là điều này sẽ xảy ra nơi đạo tràng của hòa thượng còn nếu các huynh đệ đến những đạo tràng khác thiếu sự hộ niệm tích cực của các vị hộ pháp và khi các huynh đệ phát khởi niệm vọng cầu và tham trước thì liền rơi vào tình trạng này, đặc biệt nếu bạn thích thiền định. Người không tập thiền thường ít bị tình trạng này hơn. Có một bà lão người Đài Loan vốn không biết chữ, nhưng sau khoảng 3 đến 5 ngày, bà ta có thể viết thư pháp chữ Hán đẹp hơn cả cư sĩ Lư tôi đã thấy rất nhiều trường hợp như thế này nơi mà người ta bỗng dưng thành phật sau vài hôm người phụ nữ trước đó không hề biết giảng kinh nhưng chỉ sau ba ngày bà ta giảng kinh rất hay chuyện kỳ quái này thực sự đã xảy ra đó là lý do tại sao mọi người đều muốn học các tà pháp và không muốn học chánh pháp nếu giảng giải phật pháp cho họ họ không muốn nghe các huynh đệ ở đây có lẽ hiểu rất rõ về hiện tượng này nhưng trường hợp này có lẽ sẽ không diễn ra ở đạo tràng này nhưng các huynh đệ nên phải rất thận trọng khi đi đến những nơi khác hòa thượng đây là những trạng thái của người bị gá bởi một loài hồ ly tinh điều này có nghĩa là phóng tinh thần đến gá vào người khác